Vâng, em Ngát Ô Tô xin kính chào toàn thể bà con, các bác, anh chị, bạn nhà mình đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em Ngát Ô Tô trong video ngày hôm nay. Vâng ạ. Hôm trước thì em có nghe được một cái tin vui cho các bác nhà mình đang tham khảo mua một chiếc xe mới nhé. Đặc biệt là một chiếc xe Vios. Em nghe nói là giá thành Vios tiếp tục, hãng xe mới tiếp tục giảm giá. Giảm bản E số sàn giảm từ 15 đến 20 triệu. Bản G thì giảm loanh quanh tầm khoảng 35 đến 40 triệu. Đấy. Thì cho với những dòng xe mới, cho với cái hãng xe mới thì xe cũ bọn em cũng tiếp tục giảm giá rất là sâu. Đấy. Cạnh tranh cùng với các bác hãng xe mới luôn. Đấy. Đại loại là rất là nhiều những cái mẫu xe giá cực kỳ rẻ và rất ưu đãi hiện đang có trong cửa hàng của em Ngát Ô Tô nhé. Đây các bác xem, xe về thì rất nhiều luôn. Đấy. Thì hôm nay Vios thì em về một chiếc xe 2014 bản E với giá tiền rất là hấp dẫn nhé các bác nhé, rất hấp dẫn luôn. Vâng, xe mới giảm giá như nào thì xe cũ bọn em sẽ giảm giá như thế để cạnh tranh cùng với xe mới luôn. Đấy. Vâng ạ, nói vui thôi các bác ơi, nói vui thôi nhé. Nói vui thì có một cái câu chuyện nằm qua thôi. Đấy. Tại vì làm sao? Tại vì là những cái dòng nói chung là những cái hãng xe mới thì đương nhiên là họ sẽ cạnh tranh với những cái hãng xe, ví dụ như Toyota sẽ cạnh tranh cùng với Hyundai. Để mà nói thì chúng ta bỏ ra một cái số tiền mà tầm khoảng lanh quanh tầm khoảng 400 rưỡi chúng ta mua một chiếc xe bản E số sàn. Đấy. Form 2024 là giá chưa lăn bánh nhá, giá chưa lăn bánh. Em xem thị trường là giá chưa lăn bánh. Còn bây giờ tầm tiền các bác có thể là các bác nhiều tiền thì các bác có thể mua xe mới không để ý đến tiền trăm, tiền chục. Nhưng mà vâng ạ, nhiều bác, nhiều gia đình vẫn chưa có tiền để mua xe mới thì để đáp ứng cho các bác thì mình với nhu cầu mua xe cũ đã qua sử dụng tầm tiền hơn 200, hơn 100 thì cửa hàng em Ngát Ô Tô về rất nhiều các mẫu xe để phục vụ các bác. Con này đời 2014 bản E số sàn nhé các bác nhé. Một chiếc xe bản đủ tư nhân biển Nam Định. Đấy ạ. Một chiếc xe bản đủ số sàn, xe rất là ok. Tiểu sử của xe thì nói chung là con này thì chạy qua dịch vụ taxi rồi. Xe chạy qua dịch vụ taxi rồi các bác nhé. Tên tư nhân lâu rồi. Đấy, xe thì nói chung là bác chủ xe bác cũng rất là giữ gìn và rất là cẩn thận cho nên là xe cũng còn rất là ok. Đấy. Nội thất của nó thì đây các bác có trang bị màn hình OLED đầy đủ nhé. Hệ thống vô lăng thì rất là ok, rất đẹp này. Cổ số này. Đấy. Đời 2014 giá chào bán chỉ có hơn 200 triệu thôi. Hơn 200 triệu đồng một chiếc xe Vios bản đủ. Đấy, số sàn các bác nhé. Nội thất rất là đẹp. Đấy. Với động cơ máy 1.5. Đấy, bản đủ các bác nhé, bản đủ nhé. Loanh quanh tầm khoảng hơn 200 một chút. Các bác đã có thể sở hữu một chiếc mẫu xe đẹp như này rồi. Đấy. Vừa mới về cửa hàng em nhé. Vừa về cửa hàng các bác nhé. Đây, bác xem này. Một chiếc xe rất là ok. Rất ok luôn. Đó. Tổng thành nội ngoại thất của xe thì các bác về hoàn toàn tân đi, không phải làm gì cả. Biển của Nam Định 18A24889 nhé. Đấy. Trang bị lốp mới cả dàn. Dàn lốp mới cả dàn. Đăng kiểm dài miên man đến cuối năm 2024. Đến tháng 12 năm 2024. Đấy. Nói chung là xe không phải làm gì cả. Hoàn toàn là sẵn đi. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em Ngát Ô Tô nhé. Qua số điện thoại 0866010016 nhé. Đấy. Đây các bác có thể xem tổng thành ngoại thất của nó này. Bên em mấy ngày hôm nay thì về rất là nhiều. Rất là nhiều. Về rất là nhiều những mẫu xe giá rẻ phụ bà con nhà mình. Đấy. Con đời 2014 bản E này thì hiện tại cửa hàng em Ngát Ô Tô đang chào bán với giá chỉ có 258 triệu thôi. Rất là rẻ rồi đúng không ạ? Bằng một chiếc xe bản thiếu thôi. Bằng một chiếc xe bản thiếu thôi nhưng mà nó là một chiếc xe bản đủ. Nó là một chiếc xe bản đủ, không phải bản thiếu đâu nhé. Hoàn toàn không phải bản thiếu nhé. Đấy. Sơn xi rất là sạch đẹp luôn. Đấy, các bác có thể xem này. Đấy. Xe nói chung là không phải làm gì hết, các bác không phải lăn tăn gì cả. Nội thất đẹp, màn hình OLED đầy đủ rồi. Máy gầm đại chất nhé các bác nhé. Máy số đại chất nhé. Đấy. Trần bọc trần nỉ này. Tất cả cột kèo sắt xi của nó là đều zin nhé. Đấy. Keo chỉ zin, cột kèo zin. Đấy, các bác có thể xem đây. Phần tắp ly của nó nhé, phần tắp ly này. Chỉ có 258 triệu thôi. Tội gì các bác phải coi như là đi mauling làm gì đúng không ạ? Một chiếc xe phân khúc hạng B, rộng rãi, đầm chắc. Đấy. Đấy các bác nhé. Ừ. Lốp mới cả dàn luôn.
phanh đĩa 4 bánh nhé. Đấy, phanh đĩa 4 bánh này. Đăng kiểm đến tháng 12 này. Đấy, đăng kiểm đến cuối năm luôn nhé. Đó, lốp đằng sau đây. Đấy, mới cả dàn luôn này. Đấy, hệ thống phanh đĩa 4 bánh thôi nhé. ABS đầy đủ hết. Các bác yên tâm là đến với cửa hàng Quẹo Mắt Ô Tô là không bao giờ mua nhầm một chiếc xe bản bản thiếu thành bản thành bản đủ. Đấy. Các bác chỉ có mua nhầm thôi, chứ còn là bên cửa hàng em hoàn toàn không bao giờ bán nhầm nhé. Không bao giờ bán nhầm, cho nên các bác yên tâm là như vậy. Đấy. Xe quá là ok luôn các bác nhé. 258 triệu đồng thôi. 258 triệu đồng thôi. Em bao hồ sơ bao ship cho mọi người. Đấy. Rất là ok, bao hồ sơ bao ship cho các bác nhé. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. 258 triệu. Giá rất là hợp lý rồi, đúng không ạ? Giá rất hợp lý rồi. Đấy. Giá này thì các bác không phải lăn tăn gì hết đấy nhá. Em bán bằng một chiếc xe bản thiếu thôi, mà đây là một chiếc xe bản đủ nhé. Một chiếc xe bản đủ các bác nhé. Đấy. Máy của nó rất là êm luôn. Máy móc đời này thì nói chung là cũng có bảo dưỡng bảo trì rồi. Đấy. Để mà nói nếu mà máy zin là hoàn toàn không có với cái đời xe như thế này. Đây. Con máy đây. Đấy. Máy nổ êm ru nhé. Đấy. Động cơ của nó là 1.5. Một chiếc xe bản thiếu, bản Z và Limo thì nó sẽ là 1.3 nhé. Đấy, con này là 1.5. Đó. Với Ea thì hiện tại em đang có 3 con cho mọi người lựa chọn. Một con, 2 con 24 và 1 con 27. Đấy. 27 thì nó là màu vàng cát, còn con này thì 24 nhé. 2 con 14 đều màu đen cả. Vâng ạ, vừa rồi thì em Ngắt Ô Tô vừa lên sóng giới thiệu cho quý vị anh chị bạn một cái mẫu xe Vios bản E đời 2014 số sàn. Một chiếc xe bản đủ nhé, tư nhân biển Nam Định. Giá chào bán cho mẫu xe này chỉ có 258 triệu đồng. Em bao rất hồ sơ và bao ship cho mọi người. Có nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này liên hệ trực tiếp với em Ngắt Ô Tô qua số điện thoại 0866010016 nhé, để sở hữu ngay cái mẫu xe Vios này với giá tốt nhất các bác nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn lại mọi người trong những cái mẫu gì lần sau ạ.